Anh vẽ chị Thơ Nguyễn đi anh. Anh mà vẽ được em bà la chu đích luôn. Ok em nhớ quay clip lại nha, mà em viết sai chính tả nha em. Rồi bây giờ anh vẽ đây. Chắc hẳn với nhiều bạn nhỏ không còn ai xa lạ với chị Thơ Nguyễn, là một YouTuber nổi tiếng với kênh hơn 10 triệu người theo dõi. Thơ Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Hồng Thơ, sinh năm 1992 tại Đắk Nông. Thơ Nguyễn tốt nghiệp trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và sở hữu tấm bằng cử nhân luật. Trước khi nổi tiếng với việc làm video trên YouTube, cô là chủ một cửa hàng thời trang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12 tháng 12 năm 2023, Thơ Nguyễn chính thức dạy nghề trên YouTube. Sau 8 năm vì cho rằng làm người nổi tiếng rất khó khăn, khiến cô không thể sống đúng với bản thân mình. Bạn nào là fan của Thơ Nguyễn thì để lại bình luận phía dưới nhé.